Xin chào các bạn, Gó Ca đã quay trở lại với chúng ta để review một sản phẩm công nghệ, đó là bàn chải đánh răng điện Soulcast X1. Đây là sản phẩm của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ unbox sản phẩm này. Đây là tên bàn chải. Ở bên trong thì chúng ta có một thân bàn chải sách hướng dẫn. Ở trong này có đầu bàn chải, các cái vòng, rồi tí nữa lắp vào thì sẽ biết là cái vòng que gì. Hộp rất đẹp. Thì đây, đây là một đầu bàn chải Soulcast Clean. Đầu bàn chải này có cả cái để gọi là cái nắp đậy. Hướng dẫn sử dụng bằng các thứ tiếng không có tiếng Việt. Một quyển hướng dẫn đầy đủ hơn. Đây, chúng ta có ba cái vòng để lắp vào đầu bàn chải. Còn một cục sạc nữa. Sạc hết rồi. Đây là cái đế sạc. Đế sạc này thì không đi kèm cái cục sạc mà chỉ có cái đầu USB. Cái đầu USB này thì có thể cắm vào sạc điện thoại hoặc là cắm vào laptop đều sạc được. Thì đây là bàn chải. Trời ơi, khó lấy quá. Trời. Hơi nặng một tí, chắc tay hơn cái bàn chải gì mình trước mua ấy nhỉ? Hôm trước là cái Dr. B đúng rồi, hôm trước cái Dr. B. Mình có tất cả bốn cái vòng, có ba cái vòng trong cái túi này. Với thêm cái vòng xanh là bốn. Cái này nếu ai thích thích màu gì thì đổi màu. Vặn vào cái vòng này là vặn vào. Vặn vào cái gì ta? À đây rồi, gài vào. Đây là đầu bàn chải. Cái đầu này hình như là nó khác so với cái đầu đầu bàn chải Dr. B chỉ phải. Ở đây có một cái nút nguồn để bật. Trên này có một cái đèn hơi mờ mờ một tí. Bàn chải Soulcast X1 này thì có 3 chế độ chải răng, nhưng mà trên thân bàn chải chỉ có một cái đèn báo này thôi. Còn nếu mà mình muốn biết được là đang đánh ở chế độ nào thì mình phải cảm nhận. Tại vì bấm một cái nó sẽ rung rung nhẹ một tí này. Bấm một cái nữa thì nó sẽ rung mạnh hơn này. Bấm một cái nữa thì nó sẽ rung mạnh nhất và nghe thấy cả tiếng kêu ù luôn. Bấm một lần nữa thì để tắt đi. Cầm khá nặng tay, nặng hơn cái Dr. B. Bề mặt thì trơn nhám, đằng sau có một vài vết gờ để bám tay. À, đây là logo của hãng. Logo của hãng. Đó. Xem dưới này ghi gì nào. Ở đây ghi nguồn này. Model là X1 này. Soulcast Electric tên hãng này. Hết rồi. Sạc thì mình sẽ cắm vào đế như này. Cái đế này xoay tròn 360 độ luôn. Xoay tròn 360 độ luôn. Mấy cái bàn chải khác thì họ cái đầu này có to nhỏ ấy, để cắm theo một hướng nhất định. Cái này thì cắm thoải mái, cứ đặt vào là được. Khá là xịn. Xịn hết, xịn hơn cái Dr. B. Bóc cái này ra thử xem nào. Cái này họ hút chân không, nó rúm lại. Như vậy thì cái bàn chải đánh răng điện X X1 này sẽ không dùng chung đầu bàn chải được với
Xiaomi Mi Gia và cái Dr. B. Nó là cái gì đây? Không biết lắp kiểu gì luôn. Chẳng biết lắp kiểu gì cả. Nó rất là chắc, nếu mà ấn nhẹ thì nó sẽ không vào. À, khi lắp thì đây là cái nút này, đây là mắt mặt bàn chải này, mình sẽ hướng cùng chiều với nhau và mình sẽ ấn vào một tí, nó sẽ cái ấn mạnh một tí. Đây nó sẽ rung rung mạnh hơn, bấm một chế độ cuối rung mạnh nhất, nhìn thấy cả cái lông bàn chải nó đung đưa luôn. Tắt đi. Một lần sạc của cái này thì dùng được khoảng, theo quảng cáo là 3 tuần. Lâu phết. Không biết là họ dùng cái pin gì, có nhanh chai pin không. Nặng kèm luôn một cái này. Đậy vào cho nó sạch. Cái Socatic 1 này chỉ đi kèm một đầu bàn chải thôi. Còn Dr. B thì đi kèm hai đầu bàn chải và kèm luôn cả cái hộp du lịch travel case. Xịn phết. Nhưng mà cầm cái này có vẻ chắc chắn hơn. Hết rồi. Nào, xem trong sổ cái gì nào. Tìm bản tiếng Anh mới hiểu được. Đèn LED này, tay cầm này, nút mở này, cái nhẫn này, ring này. Cái đầu bảo vệ cái bàn chải khi mà rút ra, tránh sắc sắc nhọn. Chạc đốc. Ở đây họ hướng dẫn này, lắp cái vòng màu xanh này cho vặn theo cái chiều này, mở ra thì vặn theo chiều ngược lại này. Lắp vào thì sẽ không khít hết mà sẽ bị cách một khoảng 0,4 đến 1 mm. Hướng dẫn đánh răng. Họ hướng dẫn đánh răng là nghiêng 45 độ, đánh cả lợi và răng. Ở cái sổ này hướng dẫn đánh răng khác so với Oral-B. Ở đây họ hướng dẫn đánh răng là, ví dụ đây là hàm trên hàm dưới này, họ hướng dẫn đánh lượn theo cái hình này. Còn Oral-B thì họ hướng dẫn là chia hàm trên hàm dưới, bên phải bên trái, 30 giây 30 giây 30 giây 30 giây là 2 phút. Cái này họ hướng dẫn đánh vòng tròn như này, rửa đi và cất. Đèn này để báo hiển thị sạc luôn. Ở đây là có thông tin này. Ở thân bàn chải chỉ có một cái đèn, nhưng mà nếu nó là màu xanh lá cây đậm thì là 100%, từ 40 đến 60% thì là cái màu xanh flicking nhạt nhạt à. Và nó nháy đỏ thì là dưới 40% này. Đây, solid green có nghĩa là từ 40 đến 100%, 10 đến 30% thì là solid red có nghĩa là màu đỏ. Còn nhấp nháy đỏ thì là dưới 10% thì sạc pin. Khi mà đang sạc thì nhấp nháy đỏ là dưới 40%. Nhấp nháy xanh là từ 40 đến 100% và 100% là nó màu xanh và nó không nhấp nháy. Đây là cái gì đây? Sạc, thông số của sạc. À, sản phẩm chống nước IPX7 cho nên rửa thoải mái. Một lần sạc thì dùng được 15 tiếng. Bảo hành, warranty. Hết.
Cái này là của hãng Soulcast, co-work với Xiaomi phát hành hết rồi. Không có gì nữa. Rồi các bạn nếu mà có câu hỏi gì thì comment bên dưới nhá, mình sẽ trả lời. Rồi xin chào các bạn, mình là Gawaka Radio.